Hôm nay thầy sẽ gửi đến quý vị cái đề tài là bốn bà vợ. Ở đây có chú Phật tử nào có bốn bà vợ không? Đưa tay lên là thầy có thưởng. Không có hả? Mà có đi chăng nữa cũng giấu. Ông thầy ông hỏi gì kỳ quá, cái chuyện bí mật này ta giấu gần chết mà ông lôi ra ông hỏi. Nhưng thầy cam đoan thầy kể cái câu chuyện này ra, chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời chúng ta, hễ là người nam thì sẽ có bốn bà vợ, mà hễ là người nữ thì sẽ có bốn ông chồng. À, thầy không có vu khống, thầy không có vu oan đâu, các vị cứ lắng nghe đi. Cái câu chuyện này nó có mặt từ ở trong nhà Phật của chúng ta, nhưng sau này có rất nhiều người họ lấy nó, họ cho đó là câu chuyện người ta truyền miệng ở nhân gian. Nhưng mà thôi, đó cũng là điều tốt, bởi vì cái giá trị của nó rất là lớn. Có một ông nhà giàu, ổng quần vật với ngày tháng để kiếm ra đồng tiền. Ổng suy nghĩ đủ cách để làm sao cho sự nghiệp của mình, cho địa vị của mình ngày càng lớn, để cuộc sống của mình được thảnh thơi. Ông giàu có lắm. Chính do sự giàu có đó cho nên ông cưới được bốn bà vợ. Bà vợ thứ tư thì là người ông thương yêu nhất. Ông cho bà ăn tất cả những thức ăn ngon, cao lương mỹ vị của cuộc đời này. Bà thích cái gì thì ông sắm cho bà. Bà muốn đi đâu thì ông đưa bà đi đó. Bao nhiêu cái ưu ái ông dành cho bà vợ thứ tư. Bà vợ thứ ba thì ông cũng thương, nhưng tình thương nó giảm đi, nó không nồng nàn như người vợ thứ tư. Ông thường hay đem người vợ thứ ba của mình để khoe mẽ với bạn bè, với người thân. Ông cảm thấy tự hào về người vợ thứ ba. Còn đối với người vợ thứ hai á, thì ông cũng quan tâm, nhưng quan tâm ít thôi. Vì trong suy nghĩ của ông, người vợ thứ hai chỉ là người để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những gút mắt, những hạnh phúc trong cuộc sống này mà thôi. Đối với người vợ thứ nhất thì ông rất ít quan tâm, hầu như là không dành tình cảm, không dành tình cảm. Bởi vậy cho nên mình nói tới đây mình thấy thương, làm lớn khổ quá ha. Làm bé dễ thương, không được thương, không được ưu ái. Cho nên cuộc đời có nhiều người ta lén lén, người ta cứ làm bé hoài. Phát hiện đánh ghen, đánh lên bò xuống ruộng nhưng mà vẫn thích làm bé. Xin thưa, rồi đến một ngày, ông nằm trên giường bệnh, ông thoi thóp, hơi thở đứt quãng, cất lên giọng nói yếu ớt, ông biết rằng mình không còn sống được mấy ngày nữa. Thế là ông mới gọi người vợ thứ tư lại và nói: "Mình ơi, tôi thương mình nhất. Những gì ưu ái của cuộc đời này tôi dành tặng cho mình hết. Tôi sắp chết rồi. Tôi hỏi mình, vậy chứ ngày tôi chết, mình có bằng lòng chết theo tôi không?" Bây giờ thứ tư bà cũng buồn buồn, bà nói: "Không, ông chết rồi thì thôi, mỗi người đi một đường." Ông đau khổ, ông khóc. Ông gọi bà vợ thứ ba đến: "Bà ơi, hồi đó giờ tôi hay tự hào về bà lắm. Đôi khi bà là niềm vui của tôi, để tôi khoe mẽ với thiên hạ vì tôi có bà. Tôi sắp chết rồi, bà đi theo tôi nha." Bà vợ thứ ba nói: "Mặc dù tôi biết ông thương tôi cũng rất là quý ông đấy, nhưng ông chết rồi thì tôi tái giá, tôi theo người khác." Đau lòng chứ hả?
mình bệnh, mình nằm trên giường, mình gần chết mà nghe nói câu đó thôi cắn lưỡi chết luôn cho rồi. Ước gì lúc còn sống mình ly dị với nó trách cho đỡ hơi khổ. Rồi ông gọi bà vợ thứ hai tới: bà, tôi sắp chết rồi, bà đi với tôi đi cho có bầu bạn, chứ bỏ tôi đi một mình buồn lắm. Bà vợ thứ hai nói: tôi thương ông thật, nhưng tôi chỉ đưa ông ra tới một phần thôi, tôi khóc cho ông vài giọt nước mắt rồi thôi, chứ tôi không đi theo ông. Ông đau khổ. Thì tự nhiên có cái giọng nói trìu mến nhẹ nhàng cất lên thủ thỉ bên tai ổng: ông an tâm đi, ông đi đến đâu thì tôi theo ông đến đó. Thì ổng mới mở mắt ra nhìn, đó là cái giọng nói của bà vợ thứ nhất. Ông thấy bà vợ của mình xanh xao, ốm o gầy mòn, ông mới cảm thấy hối hận. Hối hận là vì lúc bình sinh mình còn khỏe, mình có lắm tiền nhiều của, mình lại không quan tâm, không chăm sóc cho người vợ thứ nhất này của mình. Bà là người thương mình nhất, mặc dù mình hay thờ ơ hay bạc bẽo với bà, nhưng bà luôn một dạng trung thủy. Nói xong thì ông trút hơi thở sau cùng. Xin thưa, ở đây không phải nói lên là một người đàn ông có bốn bà vợ, mà câu chuyện này nó là câu chuyện để chuyển tải cái ý ẩn dụ ở bên trong. Thực tế thì người vợ thứ tư đó, Phật tử nghe cho kỹ để nhớ nha, để một về rồi nói lại với vợ là hôm nay tôi đi chùa, ông thầy chỉ cho tôi cách có bốn bà vợ. Nói xong thì phải giải thích cho cặn kẽ cho bà biết, chứ nhiều khi bữa nay bà không đi chùa đó, bà quánh bà đuổi ra khỏi nhà, giờ đó đổ thừa thầy, thầy không biết sao mà đền. Người vợ thứ tư là chỉ cho cái xác thân này, cho sự sống. Phật tử nghe kịp không? Người vợ thứ ba là chỉ cho tài sản, chỉ cho địa vị và cho cái danh vọng. Người vợ thứ hai là chỉ cho người thân, cho họ hàng, cho bạn bè, cho quyến thuộc. Người vợ thứ nhất là chỉ cho tâm hồn của mình. À, bây giờ mình sẽ tìm hiểu, đi từng bà vợ một, đi thăm nhà từng bà nhé. Thầy mời mấy ông mấy bà đi thăm. Nhưng nếu nói ở đây á, mượn cái hình ảnh của người nam để nói là vợ, nhưng người nữ thì nói là chồng. Người vợ thứ tư là chỉ cho xác thân này: bà ơi, bà thích cái gì tôi cho bà cái đó, bà muốn ăn cái gì tôi cho bà ăn cái đó, bà muốn đi đâu tôi đưa bà đến đó. Có nghĩa là khi xác thân này nó muốn cái gì, ta luôn tìm cách để cung phụng cho nó đủ tất cả mọi thứ. Cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ. Chúng ta mất rất nhiều thời gian để lo cho cái thân này. Và chúng ta nghĩ rằng cái thân này nó sẽ mãi trẻ, mãi khỏe và còn tồn tại mãi ở cuộc đời này. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế hoàn toàn ngược lại. Cái thân này nó theo thời gian nó già đi, rồi sức khỏe của chúng ta ngày càng suy kiệt đi, và đến một ngày chúng ta phải từ giã cuộc đời này ra đi. Như vậy cái không bền chắc, cái không thường còn, nhưng chúng ta mất quá nhiều thời gian, và có khi vì cái thân này chúng ta tạo gây muôn ngàn những điều tội lỗi vì nó. Chúng ta thấy xứng đáng không? Nó không tồn tại mãi, nó không thường còn, nhưng ta vì nó để tạo gây bất thiện, những cái nghiệp bất thiện, rồi chúng ta phải chịu cái quả báo rất là đau khổ trong đời sống hiện tại và những đời sống về sau này. Nhưng ai đụng chạm đến nó là không được đâu. Ta học Phật, ta biết cái thân này là vô thường, thân này là giả tạm, nó còn đó, nó mất đó. Chúng ta học Phật, chúng ta hiểu về điều đó, đúng không? Nhưng tôi biết điều đó thì biết vậy thôi, chứ ai đụng tới là có chuyện à. Ở trong Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân
ông có kể một cái mẫu truyện ngắn mà Kinh Hà Long Vương đi đòi mạng. Kinh Hà Long Vương khi bị ngụy tướng là Ngụy Trinh trảm đầu rồi đó, thì mỗi tối như vậy thì ông hiện hình thành một cái con rồng không đầu bay thẳng vào hoàng cung, nơi chỗ của Đường Thái Tông đang ở. Thì ông cứ về ông nói Đường Thái Tông là: ngươi phải trả đầu lại cho ta, ngươi trả đầu lại cho ta. Câu chuyện nó như thế này: ở thành Trường An có một ông thầy bói tên là Viên Thủ Thành. Ông này có cái nghề coi bói rất là giỏi. Ông đón trúng phong phóc, chưa bao giờ ông đón trật quẻ. Ông thấy có một ông lão thì đi chài lưới, đi đánh cá, nghèo khổ lắm, bữa đói bữa no, có bữa thì trúng được một vài con cá, có bữa thì không được, mà hễ có cá thì mới đem về đổi gạo, không có cá thì không đổi gạo được, đành phải bụng đói. Thì Viên Thủ Thành ông thấy ông lão này thương quá, ông mới nói: ông lão, mỗi một ngày á, ông đến gặp tôi vào buổi sáng sớm, tôi sẽ bói cho ông một quẻ, để ngày hôm đó ông đi về hướng nào và đánh cá giăng bắt ra làm sao đó, cứ theo lời của tôi nói y như vậy mà làm thì ông sẽ trúng rất nhiều cá. Ông lão này nghe như vậy thì làm đúng theo lời của thầy bói Viên Thủ Thành. Thưa, ngày nào ông cũng đánh được đầy ấp cá, mà mỗi lần như vậy thì ông đều đem những cái con cá lớn nhất đem tới để tặng cho thầy bói Viên Thủ Thành, gọi là đền ơn. Kinh Hà Long Vương thấy đệ tử đệ tôn của mình mỗi ngày nó một ít đi, ông lão này ngày nào ông cũng đánh cả thiền cá hết, ông trở về. Cho nên là Kinh Hà Long Vương mới xem sự tình, tại sao ông lão này biết được cái thực, ngày nào có binh tôm tướng cua đi chỗ nào mà ông đánh, ông giăng lưới, ông bắt hết, giỏi như vậy. Thì ông mới điều tra ra, ông biết là có một ông thầy bói chỉ điểm cho ông này. Hôm đó Kinh Hà Long Vương giả là một thường dân, ông đến ông coi bói. Ông gặp Viên Thủ Thành, ông mới nói: thưa học sĩ, tôi nghe danh học sĩ là một thầy bói, xưa nay chưa bao giờ sai quẻ. Như vậy thì tôi muốn nhờ học sĩ bói cho tôi một quẻ vào cái chuyện nắng mưa. Thì thầy bói mới hỏi: ông muốn xem về cái chuyện mưa nắng ngày nào? Kinh Hà Long Vương nói: ông xem ngày mai có mưa hay không có mưa, và nếu có mưa thì mưa vào giờ nào, lượng mưa ra làm sao. Cái Viên Thủ Thành ngồi cầm cái mai rùa lắc ra cái quẻ, ông nhìn xuống ông nói: ngày mai vào giờ thìn sẽ nổi sấm, giờ thìn nổi gió, giờ tỵ nổi sấm, giờ ngọ nổi mưa, giờ mùi thì mưa tạnh. Ông nói y vậy đó. Thì lúc đó Kinh Hà Long Vương mới hỏi rằng: vậy chứ cái lượng mưa là bao nhiêu? Thầy bói nói: lượng mưa là 3 thước 3 tấc 48 chấm. Đây là mình kể theo đúng như chánh sử nghe. Mình thấy các vị kể chuyện, các vị chăm chú nghe đó. Kể chuyện xong rồi mình nghỉ khỏi nói Phật Pháp. Thì ông nói là mưa 3 thước 3 tấc 48 chấm. Kinh Hà Long Vương tự đắc, vì ông biết rằng cái chuyện làm mưa ở thành Trường An này là ông làm. Ông làm. Cho nên ông có thể điều chỉnh được giờ mưa và lượng mưa theo ý của mình. Ông mới nói: nếu như ông bối sai thì sao? Viên Thủ Thành trả lời: nếu như tôi bối sai, ông muốn lấy đầu tôi chấp nhận. Thì ông Viên Thủ Thành hỏi: nếu như tôi bối đúng thì ông tính làm sao? Kinh Hà Long Vương nói: nếu như ông mà bối đúng, tôi có bao nhiêu vàng tôi cho ông hết. Thưa các vị, cuộc nói chuyện đến đó hết. Cái Kinh Hà Long Vương trở về. Ông đi về thì ông tự đắc, ông cho họp binh tôm tướng cua lại. Ông nói: ta tưởng đâu là cái gì, hóa ra là một cái gã học sĩ quèn.
bối tốn nói những câu vu vơ. Hắn không biết ta là người làm mưa làm gió ở khu vực Trường An này, cho nên nó mới nói là ngày mai sẽ có trời mưa y như vậy như vậy. Ngày mai ta nhất định đến lấy đầu hắn cho các con xem. Thưa các vị, thì niềm tự đắc đang dâng trào thì tự nhiên Ngọc Hoàng Thượng Đế đem chỉ xuống. Cho người đem chỉ xuống mới nói Kinh Hà Long Vương tiếp chỉ, ngày mai đúng vào giờ thìn phải nổi sấm, giờ thìn nổi gió chứ, nãy giờ nó lộn hoài. Giờ thìn là phải nổi gió, giờ tỵ nổi sấm, giờ ngọ nổi mưa, giờ mùi mưa dứt, mưa đúng ba thước ba tấc bốn tám trống. Ông nghe chứ chỉ xong bật nữa ông xỉu. Ông xỉu xong thì ông ngồi dậy mới nói, trên đời có cái người giỏi như thế à? Một kẻ phàm phu mà giỏi như thế, nó có thể biết được thiên cơ, nó có thể biết được lệnh của trời à? Thưa, ông đâu có biết ấy, ông Viên Thủ Thành này là tướng nhà trời xuống đó, ông đâu biết. Thưa các vị, trong lúc bàng hoàng ông nói, thật sự ra đó, ta thua cái tên thầy bối này cũng chẳng sao, nhưng nếu mà ta thua nó đó thì con cháu binh tôn tướng cua của ta mai mốt bị nó giết sạch hết. Nó hết chỉ người này đi đánh, nó hết chỉ người rồi nó chỉ người khác đi đánh. Cứ như vậy thì con cháu của ta không còn cạn kiệt. Thế nên ông mới nghĩ rằng mình sẽ mưa sai giờ, mình sẽ giảm lượng mưa đi. Và ông làm theo. Thì sau khi ông làm theo rồi á, mưa tạnh á, thì ông đến ông mới đập cái mai rùa của ông thầy bối. Ông đập, ông phá tung hết. Ông nói cái lão phù thủy, ông lừa gạt thiên hạ chứ không thể lừa gạt được ta. Ông nói mưa vào cái giờ đó, nhưng mà hôm nay mưa trật giờ, mưa trễ giờ, mà cái lượng mưa cũng không nhiều như ông dự đoán. Lúc đó Viên Thủ Thành ngồi bình tĩnh cười nói như thế này: tất cả mọi người ở đây không ai biết ông, nhưng ta biết ông. Kinh Hà Long Vương à, ông đã phạm vào cái tội chết, ông khó mà tránh khỏi cái lên đoạn đầu đài để rơi đầu vào ngày mai. Ông dám cãi lại lệnh trời, ông mưa sai giờ, ông dám cả gan mưa ít hơn là chiếu chỉ của Thượng Đế. Nghe như vậy thì ông kia biết ông này không phải người tầm thường, thấy cái việc làm của mình, nghĩ rằng nó đơn giản, nhưng mà không ngờ là không qua mặt được ai cả. Cho nên ông đến bên cạnh ông mới hỏi: vậy thưa ngài, mong ngài cứu tôi làm sao có thể tránh khỏi tội chết? Viên Thủ Thành nói: cái lệnh mà bị chém đầu của ông ấy là Thượng Đế đã ban rồi, nhưng chiếu chỉ đang xuống chưa tới ông thôi. Thôi thì bây giờ ta chỉ ông một cách. Người mà chặt đầu ông á, tức là Ngụy Trưng, Ngụy Thừa Tướng, là tể tướng đương triều, là người hầu cận bên cạnh Đường Thái Tông. Ông hãy đến nhờ Đường Thái Tông nói đôi lời để giúp ông. Ngày mai đúng vào giờ ngọ ba khắc ông sẽ bị trảm đầu, cho nên ông làm sao mà cho Đường Thái Tông giữ Ngụy Trưng lại. Vào giờ ngọ ba khắc đừng cho Ngụy Trưng đi lên đoạn đầu đài thì ông sẽ thoát, ông không chết. Tối đó Kinh Hà Long Vương mới hiện thân ở trong hoàng cung, nói với Đường Thái Tông: ông là rồng, tôi cũng là rồng, cho nên ta là họ hàng của nhau, tôi chuẩn bị Ngụy Trưng là tể tướng của ông chém đầu. Ông là vua, ngày mai ông phải tìm cách giữ Ngụy Trưng lại ở trong hoàng cung, cứ qua giờ ngọ là tôi thoát khỏi tội chết. Ông đừng để Ngụy Trưng đi xa rồi ông nửa bước vào giờ ngọ. Đường Thái Tông mới hỏi: tôi có thể làm gì để giữ ông đó? Thì Kinh Hà Long Vương nói: ông với ổng cứ bài cờ ra mà đánh đi, bài cờ ra đánh, tiệc tùng ăn nhậu gì đó cũng được để giữ chân ông ta lại. Thì thưa, Đường Thái Tông làm y như lời của Kinh Hà Long Vương. Hôm sau là bắt đầu ông triệu hồi Ngụy Trưng vào trong hoàng cung, là bắt đầu bài ra quýnh cờ tới giờ ngọ. Thưa các vị, là Đường Thái Tông nghĩ là bây giờ Ngụy Trưng còn ngồi đây thì Kinh Hà Long Vương thoát khỏi tội chết. Lúc đó thì Ngụy Trưng mới thiêm thiếp, mới chống tay lên bàn thế này. Thì Đường Thái Tông chiếu tướng, ổng ngồi ổng suy nghĩ,
Đường Thế Tông nghĩ, cứ nghỉ càng lâu càng tốt con ơi. Nhưng mà thật sự ra ông ngồi ông suy nghĩ đó là ông sức hồn ông đi. Ngồi thân ngồi đây nhưng sức hồn đi lên đoạn đầu đài, chặt đầu kinh Hà Lũng Vương, trảm cái bay đầu. Thì bay đầu xong thì qua giờ ngọ ba khắc ông trở về, ông nói là thưa hoàng thượng, ván cờ này hạ thần đã thua rồi. Nói vậy đó. Đường Thế Tông nghĩ rằng ồ như vậy thì ta chiến thắng đúng rồi. Thưa các vị, tối hôm đó là kinh Hà Long Vương không đầu trở về hoàng cung gặp Đường Thế Tông, mới nói ta nói ông phải giữ Ngụy Trưng lại, tại sao ông thả Ngụy Trưng đi? Đường Thế Tông nói không, nó ngồi quánh cờ với ta mà. Chứ không, ông phải giữ nó cả hồn lẫn xác, chứ ông giữ được cái xác thôi, cái hồn nó xuất ra đi chặt đầu ta đây, bây giờ ông phải đền mạng cho ta. Nó chặt đầu ta thì bây giờ ta phải chặt đầu ông. Thưa các vị, rồi từ cái ân oán đó mà gặp đến Ngài Huyền Trang của chúng ta. Ngài Huyền Trang của chúng ta nói mấy lời khai thị. Lúc mà Kinh Hà Long Vương rượt đuổi vua Đường Thái Tông để đoạt mạng á, thì vua Đường Thái Tông chạy vào trong chùa gần đó. Thì lúc đó các vị hòa thượng của mình mới ngồi xung quanh niệm Phật cho Đường Thái Tông. Lúc đó Kinh Hà Long Vương giận dữ lắm, phá nát luôn, phá nát làm mưa làm gió, phá nát cây cảnh ở chùa, nhà cửa đồ tan hoang hết, chánh điện điện đài khách đường tăng đường tan hoang hết. Lúc đó Ngài Huyền Trang mới ra chỉ mặt nói: ngươi là nghiệp súc, ngươi cãi lên trời là ngươi sai, người ta đã cố tình giúp ngươi nhưng do cái số kiếp của ngươi phải chết, chứ không phải là Đường Thế Tông không giúp ngươi, mà ngươi mang cái oán thù, ngươi đem cái quán thù để trả cái ơn của người. Như vậy thì mai mốt ngươi còn phải đọ vào trong địa ngục, nó khổ đau hơn bây giờ. Thì lúc đó Ngài Huyền Trang khai thị như vậy thì Đường Thái Tông, đó là Kinh Hà Long Vương lúc đó mới thức tỉnh, mới nói thưa Ngài, vậy thì bây giờ nhờ Ngài hãy tụng kinh niệm Phật siêu độ cho tôi không giữ cái ân oán này nữa. Xin thưa, đó là cái câu chuyện ở trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân viết, mình lôi ra đây mình kể để mình nói với nhau đôi điều thế này. Trong cuộc sống này đôi khi vì cái miếng ăn, vì cái mặt, vì cái xác thân này, chúng ta tạo rất nhiều tội lỗi. Nhưng tạo muôn ngàn tội lỗi đó, khi chúng ta đón nhận cái nghiệp quả thì chúng ta không có vui hay là hoan hỷ để chấp nhận. Bởi vì sao? Lúc đó bắt đầu chúng ta đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho hoàn cảnh. Chúng ta không chấp nhận là mình sai, chúng ta nghĩ cái sai đó là hoàn cảnh, là con người, do người này người khác đưa đến cho chúng ta sai. Và có những điều bất an đau khổ đến với mình á, mình không thừa nhận, mình không cam tâm để chịu nó. Cho nên người học Phật của mình á, giỏi hơn người ở bên ngoài là những lúc khó khăn, những lúc bất an đau khổ nó đến với chúng ta, chúng ta vui mà chấp nhận, vì đây là giây phút để chúng ta trả cái nghiệp trước, trả cái nợ trước. Đại chúng nên nhớ, có trả nợ, có trả nghiệp thì mới hết nợ hết nghiệp. Còn như càng trốn tránh cái nợ cái nghiệp thì còn mãi đến nhiều kiếp về sau. Ngày nay có một số người tu nhưng rất sợ trả nghiệp. Vì sao? Thôi xin cho con tu đừng có trả nghiệp. Nghe ai đó nói đừng có tụng kinh Pháp Hoa nghe. Tụng kinh Pháp Hoa là nghiệp đổ đó. Cái sợ muôn đời, mặc dù rất thích mà không biết ở trong đó Phật nói gì, nhưng không dám đụng tới quyển kinh Pháp Hoa. Nghe thiên hạ hụt, bà đừng có trì chú đại bi nghe. Bà trì chú đại bi là ma nó theo nó ám đó, là nghiệp nó hành. Nghe cái là sợ. Như vậy thì thầy muốn nói với quý Phật tử rằng, xin thưa, mình tu cần phải trả nghiệp. Thưa rằng, có bao nhiêu nghiệp con đã tạo, xin cho con trả hết trong kiếp này. Trả hết lúc con đang khỏe mạnh, trả lúc khi con đang có niềm tin tuyệt đối vào Phật Pháp, cho con trả hết. Mai mốt con thảnh thơi, khỏi nợ đời, khỏi nợ người, khỏi cái vướng bận trần ai, con muốn đi đâu con đi, con thông dong tự tại trong sanh tử. Chứ mắc mớ gì, thôi đừng có trả nghiệp, cho kiếp sau trả. Rồi kiếp sau sanh tử nữa, kiếp sau khổ nữa. Kiếp này đủ khổ chưa? Kiếp này thấy đủ khổ chưa?
Khổ quá hả? Rồi muốn kiếp sau khổ nữa không? Không hả? Vậy thì ráng tu, ráng trả nghiệp, trả hết kiếp này rồi thôi. Cứ phát nguyện có bao nhiêu nghiệp trong quá khứ, xin bây giờ cứ đến đi con trả. Hãy cho con trả lúc con tỉnh táo, lúc niềm tin vào Phật Pháp của con là tuyệt đối, lúc tâm con luôn tinh tấn, dũng mãnh, không bao giờ thối chuyển trong tất cả những pháp môn tu của Phật, cho nghiệp tới đi. Xin thưa với đại chúng, tại sao Thầy nói là mình xin cho mình lúc tinh tấn, lúc có niềm tin? Bởi những lúc đó là những lúc mình đang tỉnh giác. Có bao nhiêu nghiệp nó đến mình thấu hiểu hết. Đây là nợ nần của mình, đây là ân oán của mình, vui trả nó rất nhanh hết. Còn cái loại mà trốn trốn nó trả hoài không hết. Cứ nghiệp nó tới sợ né, trả muôn đời trả không hết. Đó là mình nói một chút để mình thấy rằng vì cái thân này mình đã tạo gây muôn ngàn cái tội. Vì cái thân này mình đã làm sai trái rất nhiều điều đạo lý. Cho nên đã là Phật tử nên thức tỉnh, đừng có khổ vì thân. Nhớ câu này thôi, nãy giờ Thầy nói dài dòng như vậy, nhưng tóm lại chỉ một câu đơn giản nè: các vị đừng có khổ vì thân, tức là đừng khổ vì cái ăn cái mặc, và đừng vì nó mà sai phạm đạo đức, đừng vì nó mà làm những việc làm lương thiên trái đạo, đừng vì nó mà phạm pháp luật. Đơn giản vậy thôi. Đó là bà vợ thứ tư. Một bà vợ mà Thầy thoát hết mồ hôi rồi nè. Hứa hồn chi mà 3-4 bà vợ sao chịu nổi mấy ông hả? Rồi bắt đầu chúng ta mời nhau đi sang nhà bà vợ thứ ba. Ông chồng nói với bà vợ rằng: bình sinh tôi lấy bà làm niềm tự hào để đi khoe mẽ với họ hàng, với thân bằng, với quyến thuộc, với bà con. Vậy bà vợ thứ ba là cái gì? Chính là tài sản, là tài sản, là địa vị, là danh vọng của cuộc đời. Trong cuộc sống này chúng ta ít nhiều ai cũng có tài sản, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, ai cũng có. Xin thưa, một cái đồng hồ trị giá 100 triệu, nó được xem là tài sản, thì cái đồng hồ 50-70 cũng là tài sản, giá trị nó khác nhau thôi. Trong ngân hàng các vị bỏ 5-7 tỷ cũng gọi là tài sản. Thầy không có 5-7 tỷ, thầy bỏ 500-700 ngàn cũng là tài sản. Trong cuộc sống này chúng ta ai cũng có tài sản, và chúng ta luôn tìm mọi cách để có thật nhiều tài sản. Có tài sản, có địa vị, có danh vọng, chúng ta cảm thấy tự hào về điều đó. Chúng ta có những thứ đó, ta khoe mẽ với bạn bè, với mọi người, để mọi người khen ta, thấy ta là một người thành đạt, thấy ta là một người nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống này để được cái này, được cái khác. Nhưng nên nhớ, Đức Phật không có cấm người Phật tử làm giàu. Đức Phật chưa bao giờ cấm người Phật tử làm giàu, nhưng phải làm giàu chân chánh bằng nghề nghiệp chân chánh và việc làm đúng như đạo đức, đúng như pháp luật, đúng như lời Phật dạy, chúng ta có quyền làm giàu. Và Thầy cũng thường khuyên Phật tử có cơ hội làm giàu, các vị cứ việc làm giàu. Vì khi các vị làm giàu được đó, các vị sẽ giúp ích được rất nhiều người. Chỉ sợ mỗi cái tội chúng ta làm giàu mà cứ ki bo keo kiệt, ăn cũng chẳng dám ăn, mặc cũng chẳng dám mặc, xài cho bản thân mình cũng chẳng dám xài, thì làm sao mà cha mẹ, vợ con, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của mình được hưởng lấy? Rồi mình, cái chuyện mà tiền của mình xài cho mình không dám xài, thì làm sao mình dám đem nó đi phụng dưỡng cho các vị thầy, những bậc có giới đức, những người đang gìn giữ Phật Pháp? Mình đã không cung kính được những bậc trên thì làm gì có thể đem tình thương để ban thí cho những người có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỏ hơn mình. Cho nên làm giàu được, Thầy nhắc lại, làm giàu được cứ làm giàu bằng nghề nghiệp chân chánh, đừng sai phạm đạo đức. Khi có thật nhiều tiền của, ta có cơ hội đem cái đó để báo hiếu, để phụng dưỡng cho cha mẹ mình.
để giúp đỡ anh em mình, để cúng dường Tam Bảo, để giúp đỡ những người khó khăn cơ nhỡ. Như vậy thì cái làm giàu đó, từ cái phước báo mà mình được có của cải, rồi từ của cải mình làm những việc phước thiện, tạo thêm ra của cải mỗi ngày chúng ta mỗi già. Cho nên thật sự ra áp dụng lời Phật đúng cách thì chúng ta sống mỗi ngày mỗi già, chứ không phải nghèo nàn đâu. Đừng có nghe người ta nói buông xả, rồi mình dại dột mình nghĩ rằng buông xả là thôi, đừng có làm cái gì hết á, ngồi im xếp bằng nhắm mắt tu đi. Không, Phật tử mình không nên hiểu Phật pháp một kiểu nó đóng khung như vậy, nó hẹp hòi như vậy. Phật không dạy điều đó. Nếu chúng ta nghĩ Phật pháp dạy những điều tiêu cực như vậy thì đạo Phật nghèo nàn lắm. Thưa, đạo Phật dạy con người ta sống tốt, sống hoàn thiện nhân cách, vai trò, trách nhiệm của mình trong xã hội này. Lúc Đức Phật còn tại thế, lúc đó vua Ba Tư Nạc, ông đến bên cạnh Đức Phật. Ông đảnh lễ Đức Phật xong thì ông mới quỳ bạch thế này: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đến dự một cái đám tang của một nhà triệu phú. Ông này rất giàu có nhưng không có con để thừa kế tài sản. Thế cho nên khi ông mất đi, tất cả những tài sản của ông bị sung vào công quỹ, được xe chở vào kho lẫm của quốc gia. Bạch Đức Thế Tôn, ông này là một trong những người giàu nhất ở thành Xá Vệ này. Nhưng thưa Thế Tôn, lúc bình sinh khi ông còn sống, ông không dám ăn cơm như ba người khác, mà ông lấy gạo để nấu thành cháo. Một lần ông nấu, ông đổ nước thật là nhiều để ông ăn có thể 3-4 ngày sau. Và ông không bao giờ đem của cải này để cho vợ của mình hay cho những người thân bằng quý thuộc và cha mẹ của mình. Ông mặc thì ông đi ra ngoài nghĩa địa, ở những nơi mà người ta chết đi đó, thiêu mà cái xác cháy xém á, ông lấy vải đó về ông chấp, ông vá 4-5 miếng thành cái áo để ông mặc. Ông ngủ thì ông nằm ở dưới đất, nằm trước cửa nhà mà ngủ. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao ông này giàu có như vậy mà ông không sử dụng của cải cho bản thân, cho gia đình, cho người thân, và làm những điều phúc lạc cho xã hội? Đức Phật nói: đúng đấy thưa Đại Vương, Như Lai xác nhận những lời Đại Vương nói là đúng. Thế mới thấy ở đời có những người không phải là bậc chân nhân thì có lắm tiền nhiều của, cái tiền của đó cũng không đem lại được an vui hạnh phúc cho họ. Họ không có an vui hạnh phúc từ tiền của thì người thân của họ là cha mẹ, là vợ con, là anh em, là họ hàng, là quyến thuộc cũng không có phần hưởng lây. Họ không đem những phần đó để cúng dường cho những bậc sa môn, bà la môn đáng kính. Họ không đem những phần của cải đó để ban thí cho những người nghèo, thiếu, tật nguyền. Rồi cái của cải này một ngày nào đó sẽ bị vua sung vào công quỹ, sẽ bị trộm cướp lấy đi, sẽ bị lửa cháy, sẽ bị nước trôi, hoặc là bị con cháu nó dùng mọi thủ đoạn để chiếm lấy. Như vậy thì chúng ta thấy đời sống này chúng ta tạo ra của cải, chứ không phải của cải tạo ra chúng ta. Nên nhớ, của cải là quý, nhưng nó không bằng nhân nghĩa, đạo đức và tình người. Nhớ như vậy. Nhưng ngày hôm nay có rất và rất nhiều người trong chúng ta vì của cải mà đánh đổi cả tình người, nhân nghĩa, đạo đức. Họ xem thường, xem rẻ đạo đức. Đơn giản như con có thể vì của cải mà giết cha mẹ, anh em vì của cải giết hại lẫn nhau, không nhìn mặt nhau, vợ chồng vì của cải có thể đưa nhau ra tòa ly dị, rồi dùng mọi thủ đoạn để hãm hại nhau. Thế mới thấy rằng
đồng tiền nó chỉ là tờ giấy vô tri, nhưng cái ma lực của nó kinh khủng. Bởi vì sao? Bởi vì tâm chúng ta có ma, ma tiền nó ngự trị ở trong này. Cho nên chúng ta dẹp hết tất cả mọi thứ vốn dĩ đáng được trân trọng: lòng hiếu thảo, sự hòa thuận, tình thương yêu, vốn dĩ nó cần được nhân rộng, vốn dĩ nó cần được nuôi lớn, vốn dĩ nó cần được đem để rao giảng khắp mọi nơi. Nhưng bây giờ con người ta không làm những điều đó, mà trái lại con người ta chỉ biết tiền, tiền và tiền. Thế mới thấy lận đận mấy mươi năm ở cuộc đời này vì của cải, vì tài sản. Nhưng cuối cùng thì sao? Ông chết đi tôi tái giá. Tức là mình chết đi thì của cải nó thuộc về về người khác mất rồi. Phũ phàng ghê như vậy đó. Vậy mà có những người trong chúng ta có của không dám chi tiêu, không dám ăn xài, không dám lo cho mình, không cho mình được thì người thân không có. Thế nên thầy khuyên quý Phật tử có của nên chia thành nhiều phần. Thí dụ trong công ăn việc làm, mình để lại một phần để đầu tư tiếp tục, để lại một phần để dự trữ thua lỗ, còn một phần mình để lo cho bản thân, chi tiêu sinh hoạt đời sống hàng ngày, một phần để làm của riêng, một phần phụng dưỡng cha mẹ, một phần hiếu thảo với ông bà, với những người bậc trưởng thượng, những người đáng kính, còn một phần mình đem bố thí cho chúng sinh. Nếu mình sử dụng đồng tiền đúng cách như vậy thì cái phước báo của chúng ta lớn kinh khủng lắm. Mỗi ngày nó một lớn, mỗi ngày chúng ta càng giàu. Còn như chúng ta có bao nhiêu cứ ki bo giữ cho mình, đem cất cả đời không dám đụng tới, thì xin thưa các vị, của tiền đó mai mốt nó sẽ theo người khác chứ chẳng phải là của mình. Thế cho nên thầy nói suy cho cùng á, cuộc đời này nếu như ta trắng tay, ta không nhà, không xe, không danh vọng, không địa vị, thưa, ta cũng đâu có gì để mất. Các vị nghĩ là ta đã mất tất cả. Nhưng thầy hỏi các vị, khi các vị đến cuộc đời, các vị đem cái gì đến mà bây giờ các vị nói là ta mất tất cả? Khi đến mình đâu đem cái gì đến, đúng không? Vậy mà bây giờ cái không có từ thở ban đầu, bây giờ mình đang sống thảnh thơi mà mình nói là tôi mất tất cả. Đâu có mất đâu. Cái đó là cái để mình vay mượn trong đời sống này để mà có thôi nha. Vay mượn để mà có, chứ nó không phải mãi mãi là của mình. Không phải là mãi mãi là của mình. Nhưng mà mình lại quá khổ vì nó. Mình quá khổ vì nó. Vì nó mà mình nhẫn tâm làm muôn ngàn điều trái đạo đức, muôn ngàn điều tội lỗi. Thế cho nên từ nay bỏ đi, đừng làm những điều đó nữa. Hãy xem nhẹ đồng tiền và sử dụng đồng tiền đúng cách. Đó là chúng ta đi thăm được nhà bà vợ thứ ba. Xin phép cho thầy uống miếng nước. Rồi chúng ta tiếp tục đi thăm nhà của bà vợ thứ hai. Bà vợ thứ hai nói rằng: ông chết đi đó, tôi tiễn ông ra tới một phần thôi. Thương lắm, tôi khóc cho ông vài giọt nước mắt để tiễn đưa. Rồi đường ai nấy đi. Vậy thì bà vợ thứ ba này là quyến thuộc, là thân bằng, là bạn bè, là người thân của mình. Người thân của mình. Đúng như vậy. Mình chết đi rồi thì người thân tiễn đưa mình ra tới một phần, khóc cho mình vài giọt nước mắt, rồi họ trở về và tiếp tục với đời sống đó thôi. Ai có tình cảm với mình nhiều thì họ nhớ nhung mình vài ngày sau đó rồi thì mọi thứ vẫn trở lại bình thường. Thì bây giờ mình cũng là người đã từng tiễn người thân mình ra một phần, mình cũng khóc mấy giọt nước mắt rồi đấy chứ, cũng tiếc thương dữ lắm chứ. Nhưng rồi mọi thứ đâu cũng lại vào đấy, cuộc sống vẫn trở lại bình thường. Nhưng thầy nói thế này, trong đời sống này đó, tình cảm nó là cái quan trọng. Nó là cái quan trọng, quan trọng hơn tất cả các cái khác có mặt cuộc đời này. Khi ta ốm đau, khi ta nghèo khó, khi ta gặp muôn ngàn điều trắc trở, thì cha mẹ, anh em, bạn bè, vợ chồng, người thân
Lúc đó họ có mặt bên ta để an ủi, để chia sẻ với ta những nỗi niềm. Bình sinh chúng ta sống thờ ơ với họ, rồi đến một ngày họ không còn tồn tại giữa cuộc đời này, ta mới nhìn lại tiếc nói: ồ, ước gì ngày trước khi người đó còn, ta sống hết lòng với họ, ta sống chân tình với họ, thì bây giờ ta không phải tiếc nói, không phải hối hận. Nhưng khổ một nỗi là khi trong cuộc sống bình thường này đó, gặp nhau đôi khi chúng ta cũng chẳng thèm chào nhau, chẳng thèm nở nụ cười dành cho nhau nữa. Có cái điều rất là lạ, người kia làm bao nhiêu điều tốt dành cho mình không nhớ, nhưng họ nói một lời gì đó làm mình buồn, mình nhớ hoài, mình ghim gút mãi trong lòng. Xin thưa thầy nói có đúng mà. Nếu mà Phật tử nói thầy nói sai thì thầy không nói nữa. Thưa, rõ ràng là như vậy. Đôi khi cha mẹ nuôi mình đó, bao năm bồng ổng khổ cực, lo cho mình lớn lên rồi lo lập gia thất, lo tất cả mọi cái. Lâu ngày không thấy con về thăm, nói một câu: mày quên tao rồi hả? Sao không về thăm tao? Mày coi tao với ổng chết hay sao? Tự nhiên mình nghe câu đó, mình nghĩ rằng mẹ mình đang nói sốc mình, đang khích mình, đang sỉ nhục mình. Nghe như vậy cái buồn ghim gút. Thôi tôi không về thăm bả nữa đâu. Về thăm bả nói mấy câu nghe chán đời. Rồi chúng ta nhớ mãi nhưng chúng ta quên rằng có trăm ngàn điều tốt đẹp, trăm ngàn điều rất tuyệt vời người dành cho ta. Chúng ta quên mất. Chúng ta nhớ cái điều gì nó rất nhỏ nhoi, rất cỏn con. Trong tất cả các mối quan hệ tương giao, chúng ta đều như vậy. Xin thưa, mình có một anh đệ tử. Anh ta có những cái dự án trong tương lai. Anh mới đến hỏi ý kiến mình. Anh hỏi: dạ bạch sư phụ, con muốn làm như vậy có được không? Cái công trình con lên kế hoạch như thế đó, sư phụ góp ý cho con. Thưa, mình không có rành về cái việc làm ở bên ngoài, nhưng mình hỏi: nếu như một ngày con làm thành công, con đối xử với mọi người như thế nào? Anh ta nói: dạ, con nghĩ đơn giản lắm. Của cải vật chất không phải tự mình giỏi mà có được, nó phải được sự cộng hưởng, được sự giúp đỡ từ rất nhiều người. Nó được trọng bởi nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên để có được sự thành công trong cuộc sống. Thế cho nên nếu như một ngày nào đó con thành công, con không quên ơn bất kỳ ai. Mình mới hỏi: đối với những người nhân viên làm việc cho con sử dụng họ ra làm sao? Anh trả lời: dạ thưa sư phụ, là con không có bắt họ như một người hầu, một người làm. Con sẽ xem họ như một người bạn. Nếu như gia đình họ, cha mẹ họ bệnh, con xem như cha mẹ con bệnh, con sẽ đến thăm. Vợ con họ bệnh, gặp chuyện, con sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Xin thưa, mình nói thẳng, con thành công, con cứ làm việc đi. Cuộc sống này nó là như vậy. Trong đời sống này, khi vinh nhục mà chúng ta vẫn dành tình cảm nồng nàn cho nhau, sự quan tâm cho nhau, chia sẻ với nhau những điều cần thiết nhất trong cuộc sống này, xin thưa các vị, chúng ta sẽ thành công. Thành công về mọi mặt, về mọi lĩnh vực, chứ không chỉ thành công về tài sản, về vật chất không. Vì vậy thầy muốn nói với các vị rằng, muốn người khác quan tâm mình, muốn người khác thương yêu mình, muốn người khác sống hết lòng với mình, điều đầu tiên cần thiết mình phải làm gì? Mình phải quan tâm và sống hết lòng với họ trước. Chứ chúng ta cứ ngồi đó chờ người đến để quan tâm, để hết lòng với ta, nhưng ta thờ ơ với người, làm gì có chuyện đó. Cho nên cuộc đời này nên nhớ, người có đối xử với ta như thế nào, đời có bạc trắng như vôi đi chăng nữa, ta vẫn đối xử với người nồng nàn. Tự khắc cuộc đời này con người sẽ nồng nàn lại với chúng ta.
nhà bà vợ thứ ba, nhà bà vợ thứ hai chỉ đơn giản là vậy thôi. Đồng ý không? Tóm lại, người muốn người nồng nàn thì ta cứ nồng nàn với người trước. Muốn người dành tình cảm, ta cứ dành tình cảm cho người trước. Ta sẽ đón nhận lại được tất cả. Cuộc sống là chúng ta đón nhận lại những thứ mà chúng ta cho đi, chứ không phải là chúng ta có được những thứ chúng ta gom về, mà là những thứ ta cho đi nó sẽ trở lại với cuộc đời chúng ta. Thế cho nên hãy khôn khéo mà cho cuộc đời này những điều thật tuyệt vời, những điều tốt đẹp. Xong, hết nhà bà vợ thứ hai, đi tìm về nhà bà vợ thứ nhất. Để đi vào trong nhà của bà vợ thứ nhất, mình có cái câu này: Phật tử mình ráng cố gắng nhớ nha, để mỗi lần mà mình cảm thấy trống vắng á, thì mình đọc cái câu này nó an ủi cho mình vậy. Nếu lầm đường lạc bước, bơ vơ chốn bụi hồng, nhớ quay về con nhé, quê nhà Phật đổi trong. Nhớ chưa? Giờ thầy đọc hai câu xong mấy Phật tử đọc theo ha. Nếu lầm đường lạc bước, bơ vơ chốn bụi hồng. Nhớ quay về con nhé, quê nhà Phật đổi trong. Thuộc chưa? Giỏi dữ vậy. Nếu lầm đường lạc bước, bơ vơ chốn bụi hồng. Nhớ quay về con nhé, quê nhà Phật đợi trông. Rồi bây giờ thầy đọc hết 4 câu rồi Phật tử tự đọc 4 câu nha. Nếu lầm đường lạc bước, bơ vơ chốn bụi hồng. Nhớ quay về con nhé, quê nhà Phật đợi trông. Các vị thật là thuộc bài. Đại ý của nó đơn giản: chúng ta là những người đang tha phương lưu lạc, bỏ quê mà đi. Chúng ta lầm lũi trong cái trần gian này mấy mươi năm rồi, nhưng chúng ta phải nhớ rằng dù chúng ta có đi và đi mãi trong trần gian này, lỷ kiếp rồi cho đến lỷ kiếp nữa, thì Phật vẫn ở đó chờ đợi chúng ta quay về. Nhưng muốn quay về được với Phật thì trước hết chúng ta phải quay về được với chính chúng ta. Có nghĩa là ta phải quay về với tâm hồn của chúng ta. Bà vợ thứ nhất nói rằng: ông đi đâu, tôi sẽ đi theo ông đến đó. Nơi nào ông đến, nơi đó có tôi. Điều đó muốn chỉ lên cái gì? Đơn giản, đó chính là tâm hồn của mình. Mình chạy theo cách sống, cách ăn mặc, chạy theo của tiền, địa vị, quyền lợi. Mình chạy theo muôn ngàn thứ ở bên ngoài, để rồi mình quên mất tâm hồn của mình. Mình làm cho tâm hồn của mình bị tổn thương, nó bị giá lạnh mỗi ngày trôi qua. Đúng không ạ? Chúng ta cứ lo nghĩ chuyện gì đó không, nhưng chưa bao giờ quay lại để nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Chưa bao giờ mình để cho tâm hồn của mình có phút giây nào được bình yên. Chúng ta cứ chạy mãi trên con đường của danh lợi, của bon chen, của đua đòi thế sự thôi. Muôn ngàn hướng để ta đi, nhưng chưa bao giờ có một hướng để chúng ta quay trở về. Nhưng các vị nhớ, chính tâm hồn này nó theo chúng ta mãi mãi. Theo chúng ta mãi mãi. Nó theo giáo lý của nhà Phật. Khi chúng ta từ giã cuộc đời này, chúng ta tiếp tục tái sanh vào một cảnh cõi khác, một nơi chốn khác, mang một hình hài khác, thì nó tùy theo cái nghiệp lực hoặc tốt hoặc xấu mà chúng ta tái sanh vào cảnh cõi tốt hoặc xấu.
có cái hoàn cảnh sống tốt hoặc xấu tùy theo nghiệp lực mà trong đời sống hiện tại đây chúng ta tạo. Nó được cộng hưởng một chút phần của quá khứ nữa thôi. Như vậy thì mình khuyên nhau là nếu có tạo nghiệp thì hãy tạo nghiệp thiện, nếu có làm thì hãy làm việc lành. Đó, nên nhớ như vậy. Còn bây giờ là phương pháp để chúng ta quay trở lại để làm sạch tâm hồn, làm tươi mát tâm hồn của mình. Khi ta giận tức một người, có nghĩa là ta đang tự thiêu đốt chính bản thân ta. Tâm hồn ta lúc đó đang, nó đang nổi lửa. Khi ta bực tức một người, tức là các vị hãy nên nhớ rằng ta đang thiêu đốt chính mình. Ta ghét một người, ta hờn một người, ta trách một người, tất cả đều là đang thiêu đốt chính ta. Thiêu đốt chính ta. Thế cho nên mình mới thấy rằng muôn ngàn thứ đi qua, muôn ngàn điều để mình suy tư nghĩ ngợi đều là những điều mình đang hành hạ chính bản thân mình. Tại sao cũng ở sát bên nhà mà cái nhà bà đó nó sống thấy nó ngon hơn nhà mình, cũng như nhau mà sao nó đi chiếc xe tốt hơn mình, mình đi chiếc xe cọc cạch cũng như nhau, bằng tuổi như nhau mà cái lưng nó chưa khổm, lưng mình khổm, cũng như nhau mà sao nhìn nó đẹp hơn mình. Thế cho nên muôn ngàn thứ để mình đem ra so sánh, suy tư nghĩ ngợi giữa cuộc đời là muôn ngàn mũi nhọn đang xé nát tâm hồn của mình. Xé nát tâm hồn. Thế cho nên mới nhớ rằng nếu mà lạc lõng bơ vơ chốn bụi hồng thì phải quay về. Quay về. Đừng có lạc lõng, đừng có đi qua lang thang. Đừng đi lang thang, đừng có đi bụi đời nữa nha. Đừng. Tất cả chúng ta là những người đang đi bụi đời trong cuộc sanh tử này, trong trần gian này. Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta quay trở về, đi để trở về. Chúng ta lạ lắm, đi hướng ra bên ngoài, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới, nhưng chưa bao giờ hướng vào trong. Thế giới sẽ an bình, con người sẽ có hạnh phúc nếu như chúng ta biết quay trở lại sống với nội tâm của chính mình. Thầy nói thật đấy. Thầy nói thật đấy. Cuộc đời này vốn dĩ nó bình thường, mỗi ngày như mọi ngày. Nhưng ta đặt tâm niệm của chúng ta tốt và xấu ở trong ấy, mà cuộc sống của chúng ta theo tâm niệm có tốt có xấu. Chứ vốn dĩ thì cuộc sống thì cứ ngàn đời nối tiếp, như trăng lên như hoa nở mỗi ngày thôi, không có gì khác. Nhưng bởi do chúng ta suy nghĩ tiêu cực, chúng ta làm những điều mà đặt cái ý niệm tham sân ở trong đó, thì cuộc sống này trở nên đen tối. Thế cho nên người tu khôn khéo là phải làm cho tâm hồn của mình tươi sáng, làm cho lòng mình bao dung, làm cho lòng mình biết thương yêu. Đức Phật Ngài dạy rất nhiều những phương pháp để chúng ta quay trở lại với tâm của mình. Nhưng thông thường chúng ta chỉ học thôi mà không thực hành. Cho nên chúng ta thấy rằng tâm hồn chúng ta vẫn quan lạnh. Tâm hồn của chúng ta vẫn còn muôn ngàn những cái ý niệm của hơn thua, của tốt xấu, của được mất. Nếu có phút giây chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy tất cả những cái đó chỉ là những dòng ngôn ngữ, nó đang gợn lăng tăng đi qua tâm của mình thôi. Nó không phải là tâm đâu. Nó không phải là tâm. Thầy không nói sâu, nhưng thầy nói đơn giản là nếu như khi lòng các vị khởi nghĩ buồn giận một ai đó thì nên nhớ đây là tâm đang đen tối. Đây là cái tâm đang khởi muôn ngàn sóng lăn tăn. Bỏ nó đi, đừng nghĩ, đừng chạy theo nó, so dự nó bằng cách tôi ơi đừng giận nữa, tôi ơi đừng buồn nữa, tôi ơi hãy tha thứ, tôi ơi hãy cảm thông. Khi mình giận một người nào, mình tự đặt tay lên tim nói tôi ơi đừng giận nữa. Giận không lợi ích gì đâu. Giận chỉ làm khổ mình, khổ người thôi. Nếu như các vị đủ tỉnh thức để mà đặt tay lên tim nói câu đó, thầy đảm bảo với các vị muôn ngàn cơn giận tiêu tan hết. Tin không? Tin hả? Chỉ cho một cái bí quyết để làm đẹp mà không cần phải đi thẩm mỹ viện.
Sở dĩ con người mình xấu á, là do mình giận, mình hờn, mình trách, mình khó chịu với người này, mình cao có với người kia, cho nên mình xấu. À, cho nên chúng ta tự soi gương lại coi mình đẹp hay xấu. Nếu mà mình thấy mà hơi khó coi là bởi do mình giận hờn nhiều quá. Còn như chúng ta ít giận ít hờn á, tập cười tự nhiên cái da mặt của mình nó đẹp. Mình tập cười cái tự nhiên cái người mình nó trẻ. À, thầy nói thật đấy. Cho nên có những lúc cuộc đời của ông thầy tu cũng gặp nhiều những điều gian khó, nhưng thầy cũng phải nghiến răng thầy cười. Cười nhưng phải nghiến răng. Ủa, nụ cười nó không mất tiền để mua. Thay vì giận cũng sống, buồn cũng sống, tức cũng sống, đau khổ cũng sống, thì chi bằng mình cười mà sống, vui mà sống. Đúng không? Đúng chứ. Ai mà nói sai là tôi cãi lộn với người đó. Không có sai được. Vậy thì mình thấy là muôn ngàn thứ của cuộc đời cuối cùng rồi cũng phải sống. Vậy thì hãy cố gắng tìm cho mình một đời sống yên bình, một đời sống thảnh thơi, một đời sống hạnh phúc, một đời sống có chất liệu. Tập cười nhiều lên. Cười nhiều lên là tự nhiên đời nó đẹp lắm. Đừng có nhăn, đừng có khó chịu. Con nó có thế nào cũng kệ nó đi. Bây giờ mình lớn mình dạy dỗ hết lòng rồi. Còn nó cũng phải tùy theo nghiệp lực của nó, tùy theo cái nhận thức của nó giữa cuộc đời, nó muốn sống sao kệ nó, mặc dù mình đã dạy hết lòng. Cháu nó có về thăm hay không về thăm cũng kệ nó luôn. Đừng quan tâm. Nên nhớ cái niềm vui á, mà bên ngoài đem tới cho mình nó không được dài lâu đâu. Nó thích thì nó đi thăm mình tháng hai lần, nó không thích nó bỏ mình biền biệt một năm chẳng thấy mặt. Giờ đó chẳng lẽ rồi mình buồn khổ vì những điều đó, mình vui với những điều đó. Thế cho nên phải tự tạo niềm vui cho chính mình. Mỗi ngày cứ mở mắt ra, sáng thức dậy mở mắt ra còn thấy cuộc đời. Ồ, ngày nay tôi còn sống, ngày nay tôi phải vui. Sống là phải vui, vui để mà sống. Chứ không phải sống để mà buồn, sống để mà khóc. Sống để buồn, sống để khóc thì thôi. Xin cuộc đời cho chết trách đi cho nó khỏe. Đúng không? Sống chi khổ vậy? Người ta mong rằng cho tôi sống được lâu. Sống lâu nhưng nhìn vào đời sống nó có vui không? Nếu nó vui thì sống lâu tốt. Sống có lợi ích thì sống lâu tốt. Thiên hạ có nhờ. Còn nếu mà sống mỗi ngày đi qua mà cứ gây thù chuốc oán với thiên hạ, sống mỗi ngày đi qua ôm ấp muôn ngàn cái sân hận buồn phiền thì thôi, đừng có xin sống lâu. Sống lâu mốt thành quỷ dạ so mất. Mời thiệt á, sống lâu cho đó thành quỷ dạ so mất á. Cái đó là mình nói vui chứ mình không có cái ác ý mình nói xấu ai nghe. Không có ác ý nói xấu ai đâu. Nhưng mà bây giờ để trở lại, muốn quay về với Phật á, thì điều kiện đầu tiên chúng ta phải quay về làm sạch tâm hồn mình. Mình phải làm hạt giống Phật trong con người mình ngày một lớn hơn. Hạt giống Phật là gì? Là bao dung, là thương yêu, là chia sẻ, là nâng đỡ. Mình có những chất liệu này, mình có hạt giống này. Thưa quý Phật tử, là chúng ta có hạt giống này, chúng ta có từ bi hỷ xả, nhưng chúng ta không chịu nuôi lớn nó thôi. Chúng ta không chịu sống với nó thôi, mà chúng ta cứ sống với giận hờn trách móc. Thay vì sống với hận hờn trách móc, đó là hạt giống của ma, thì bây giờ trở về sống với bao dung, với thương yêu, sống với từ bi hỷ xả, là sống với hạt giống của Phật. Mỗi ngày đi qua, chúng ta sẽ nhìn lại và thấy được rằng mình sống với hạt giống nào, mình đang tưới tẩm hạt giống nào nhiều. Từ sáng đến chiều, lúc nào cái mặt cũng cao có khó chịu, hai chân mày nó dính lại như thế này thì biết rằng mình đang tưới tẩm hạt giống của ma quỷ rồi. Còn nếu mà lúc nào cũng mỉm cười, ha, cười như thầy nè, đó là mình đang tưới tẩm hạt giống Phật. Ồ, như vậy thì cái chuyện tu hành của mình nó có khó không ạ? Không, thầy nói thiệt, tu nó không có khó. Khó ở tại lòng người. Tại lòng người có chịu thực hành hay không chịu thực hành.
Tất cả mọi thứ gì cũng vậy, chúng ta làm riết rồi nó sẽ thành thói quen. Sân giận riết nó thành thói quen thì tập thị xã riết nó cũng thành thói quen. Có nhiều người nói thầy ơi sao riết rồi con thấy con ngu làm sao á. Hỏi ngu làm sao, kể thầy nghe coi. Hồi đó con chưa đi tu, người ta chửi con một câu, con chửi lại hai ba câu á. Con chửi ta biết nhà người ta đấy. Vậy mà tự nhiên bây giờ con tu được thời gian rồi, cái người ta chửi con cũng trơ trơ, con cười, con cũng chẳng thèm quan tâm chuyện đó. Không, con nên ngu như vậy, cái đó là đáng ngu đó con. Ai giành khôn, ai giành thông minh, nhường cho người ta đi. Mình đệ tử Phật cứ giành ngu cái kiểu đó. Ngu cái kiểu đó nhưng mà thật sự đó là khôn. Đó là khôn cha thiên hạ luôn chứ không phải ngu đâu. Mắc gì hao hơi tốn sức để cự cãi với nhau chi cho nó cực, đúng không? Cuối cùng được cái gì? Không được cái gì hết. Mà được cái người kia nó ghét mình nhiều hơn thôi. Chỉ bằng thôi, cười xong. Như vậy thì cuộc sống ở bên ngoài mà chúng ta yên bình là sở dĩ do tâm thức của chúng ta yên bình. Phật tử nên nhớ, cuộc sống bên ngoài mà nó lận đận, nó trong trên, nó gian khó là do tâm thức của chúng ta đang lận đận trong trên gian khó. Đơn giản đó. Muôn ngàn thứ, ngàn dặn pháp môn, đồng quy phương thốn, hà sa diệu dụng, chỉ tại nguồn tâm. Không có khác đi được. Tất cả mọi thứ là ở đây. Xin phép cho uống miếng nước rồi nói tiếp. Xin thưa thầy, nói có ai buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ thì thầy nghỉ. À, nếu không thầy nói tiếp. Thầy nói không nhiều đâu. Thầy sẽ tóm gọn tới 12 giờ trưa là mình nghỉ là vừa. Lâu lâu mới có cơ hội đi xuống Bà Liêu mà. Phải nói chứ. Nói cho nó đủ cái vốn từ ở trên Bình Dương đi xuống đây chứ không nó ít quá nó lỗ xã hội mất. Ở trong thiền ngữ có những cái giai thoại nó rất là hay, nhưng nó mang cái ý để hướng chúng ta trở về với nội tâm của mình. Thầy kể cái câu chuyện cho Phật tử nghe. Có cái cô đó, cổ thường hay đến chùa để mua hoa cúng Phật. Mua hoa cúng Phật. Mỗi lần mà dâng hoa cúng Phật thì cổ rất thành kính. Chưng một lẵng hoa dâng lên cúng Phật thì cổ nhìn nó, cổ vui lắm. Cổ thấy mình làm được một điều tốt. Bởi vì cổ nghe quý thầy nói là dâng hoa cúng Phật đó là làm cho mình kiếp sau được đẹp. Thế cho nên cô ta siêng năng lắm. Chắc có ý tưởng kiếp sau đi thi hoa hậu. Cho nên cô ta dâng hoa cúng Phật. Nhưng mỗi một nỗi là ngày hôm nay cô ta dâng lên, ngày mai cô ta đến cô ta thấy hoa nó héo đi. Hoa nó héo đi một chút cô ta buồn. Cô ta buồn thì lúc đó thầy trụ trì thấy Phật tử đến chùa sao cái mặt buồn buồn. Có tâm sự về đây, hỏi thì cô ta nói dạ thưa thầy, ngày hôm qua con chưng hoa đó, con cảm thấy rất là vui. Nhưng bây giờ hoa nó héo đi, con cảm thấy nó có cái gì đó buồn buồn. Có cách nào để giữ cho hoa tươi được không thầy? Ông thầy ông nói, điều thứ nhất con phải nhìn cho thực tế đó là, chẳng hạn như con cắm hoa vào trong bình, mỗi một ngày đi qua nước nó đục, nó dơ đi. Con muốn giữ cho hoa tươi lâu là phải thay nước. Nếu như cái gốc của hoa mà nó thúi á, nó hư là phải cắt bỏ cái gốc nó. Thì hoa nó sẽ giữ được nhiều ngày hơn, nó tươi nhiều ngày hơn. Nhưng con phải nhớ, nó sẽ không bao giờ tươi mãi mãi như ý con muốn. Hoa, bữa nay là hoa, nhưng ngày mai nó có thể thành rác. Cho nên con phải chấp nhận yếu tố quy luật của cuộc đời này.
cái gì có mặt rồi cũng theo thời gian năm tháng mà tàn phai. Đó là điểm con phải nhìn cho rõ. Bản thân con cũng vậy, con không khác nào cành hoa. Ngày hôm nay con tươi, nhưng rồi thời gian đi qua, con sẽ úa tàn dần đi. Con phải chấp nhận điều này. Tự nhiên cô ta nghe tới đó thì cô ta bừng sáng, ổn, hiểu được cái đạo lý vô thường. Hiểu được cái đạo lý vô thường. Mới thưa với thầy, thưa thầy, có những điều nó rất đơn giản nhưng mà lâu nay con không biết. Nhờ thầy khai sáng, con xin đổi ơn thầy. Thì thưa mượn câu chuyện này mình nói với nhau. Muốn giữ hoa cho tươi được nhiều ngày, chúng ta cần phải thay nước. Nếu nước nó hôi, nó dơ phải thay. Cái gốc của hoa mà hư phải cắt bỏ. Cũng vậy, tâm thức của mình bây giờ trong cuộc sống bon chen này, nó chứa quá nhiều những bất an lo lắng, nào hỉ nộ ái ố trong này. Nước nó đục rồi, đục rồi, đổ nó đi, đổ nó đi. Đem cái nước tốt hơn, nước mới hơn. Nước mới hơn, nước tốt hơn là gì? Là thương yêu, là cảm thông, là chia sẻ, là nâng đỡ. Cái đó nó mới có thể giữ cho đời mình được tươi lâu. Nó giữ cho đời mình được tươi lâu. Nếu không làm được điều đó, thì tự thân chúng ta đang làm cho tâm hồn của mình ngày càng đen tối. Thầy nhắc lại, chúng ta không làm được điều đó thì làm cho tự thân ngày càng đen tối. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của chúng ta luôn phát ra những suy nghĩ, những năng lượng tiêu cực. Hỷ nộ ái ố chưa bao giờ là nguồn năng lượng để giúp chúng ta sống tốt, mà nó chính là nguồn năng lượng để hủy hoại xác thân này, hủy hoại tâm hồn này. Chỉ có thương yêu, cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ, giúp đỡ, nó mới là nguồn năng lượng để giúp cho tâm hồn chúng ta được tươi sáng, giúp cho đời sống của chúng ta được thảnh thơi. Nhưng phần đông tất cả chúng ta đều sống với năng lượng tiêu cực. Sống với năng lượng tiêu cực. Học đạo là quay trở về với tâm, làm sạch tâm, thay đổi cái năng lượng, đem cái năng lượng tích cực vào bên trong tâm, để nó ở đây, ngự ở đây, cho năng lượng tiêu cực nó không tồn tại. Đó là người học đạo. Chứ không phải chạy đến núi này, chạy đến chỗ kia để cầu học đạo. Phải. Học đạo cốt quay lại, quay lại tâm. Tâm bình, thế giới bình. Tâm tốt, thế giới tươi sáng. Tâm an lạc, đời người hạnh phúc. Đơn giản quá, đúng không? Đâu cần chạy đi đâu xa xôi. Đâu cần phải có phép thực như Tề Thiên Đại Thánh, lộn một dòng bao nhiêu ngàn dặm thế này thế khác, không cần. Ta ngồi đây vẫn thỉnh được chân kinh của Phật. Không cần lặn lội đi qua tới bên Tây Trúc mới có kinh. Qua bên đó mới được Ngài A Nan Ca Diếp đem kinh để trao truyền thôi. Khỏi, khỏi cực khổ. Chỉ cần mỗi ngày Phật tử sống và quay trở lại giữ tâm mình cho trong sáng, cho thanh tịnh. Đó là chân kinh. Mà các vị muốn giữ tâm trong sáng thanh tịnh, các vị làm sao? Hàng ngày Phật tử tu như thế nào? Niệm Phật, đúng không? Chính xác. Niệm Phật, mình nói đơn giản là chiếc bè đưa người vượt sông sanh tử. Niệm Phật là ngọn đèn soi người trong đêm tối. Niệm Phật chính là cây chổi quét sạch rác của tâm. Ai siêng năng niệm Phật, tâm người đó sẽ ngày càng sáng. Bởi vì khi niệm Phật, lòng không có những ý niệm tham lam sân hận, lòng không có ý niệm hơn thua được mất. Siêng năng niệm Phật, lòng của mình tự nhiên nhờ năng lượng niệm Phật mà được an bình. Nhờ như vậy mà công đức của mình được phát sanh. Bao nhiêu những cái nghiệp chướng của mình tự nhiên nhờ công đức lành này mà từ từ nó tiêu mất. Thế cho nên một câu niệm Phật tiêu vạn tội là vậy đó. Không phải niệm một câu A-di-đà Phật là tiêu hết tội, mà một câu đó chúng ta niệm hoài, chúng ta nhớ mãi, chúng ta hành trì ngày cũng như đêm, lúc vui cũng như lúc buồn, lúc nào cũng nhớ niệm Phật, thì tâm của chúng ta một ngày nào đó nó tự nhiên thanh tịnh, an lạc. Đừng có quên câu niệm Phật nha. Đừng quên câu niệm Phật. Thầy nhắc lại
Cái câu này là thầy đi tất cả các nơi thầy đều nói: người tu pháp môn tịnh độ lúc nào tâm niệm Phật chính là lúc đó ta đang sống. Còn người tu tịnh độ mà tâm không nhớ Phật, không niệm Phật, nhớ tham, nhớ sân, nhớ buồn, nhớ giận, nhớ ghét, nhớ trách, nhớ hờn là lúc đó chúng ta đang chết. Hành giả niệm Phật chỉ sống, hoa sen chỉ nở khi tâm người đó đoạn trừ tất cả những phiền não, tâm người đó an trú trong chánh niệm từ câu Phật hiệu là sống. Lọt đi câu Phật hiệu để cho tà niệm, để cho vọng tưởng chen lấn vào, để cho phiền não phát sinh là chúng ta chết. Vậy một ngày các vị sống được bao nhiêu lâu? Hả? Sống được bao nhiêu lâu? Hay là chết nhiều? Chết nhiều hay sống nhiều? Dạ thưa thầy, con cũng muốn niệm Phật lắm, mà khổ nổi con niệm Phật ở bên này, bên kia nó mở karaoke, nó hát xong con cũng hát theo. Con, con cũng niệm Phật nhưng mà con ra đường thấy cái bà đó, bà khó ưa quá, con cũng ngưng niệm Phật, chửi bà làm chặt. Chúng ta có muôn ngàn cái lý do để biện minh cho cái tâm không tinh tấn của mình, hay nói đúng hơn làm nhau buồn, đó chính là để biện minh cho cái lười biếng của mình. Lười tu lắm, chúng ta lười tu lắm, nhưng mà có cái chuyện gì mà buồn phiền đó, chúng ta chấp tay lên xin Phật thương con, giúp cho con vượt qua nỗi buồn. Phật nói ngày bình thường con không lo tu, không vung vén cái năng lượng cho nó lớn hơn, thì bây giờ gặp cái chuyện buồn con đau khổ. Chứ còn có những người bạn của con, những người đồng tu như con á, hàng ngày họ siêng tu, họ cũng gặp hoàn cảnh như con, họ đâu có buồn, họ đâu có khổ. Vì sao vậy? Vì nhờ họ tu tập tốt. Họ tu tập tốt. Đó là chúng ta đi thăm nhà bà vợ thứ nhất, tức là hết 4 bà vợ rồi. Đâu có còn bà vợ thứ 5 nào nữa đâu mà nói. Mà hết đi hết 4 nhà thì chúng ta nghỉ. Nghĩ mai mốt chúng ta tìm cái khác chúng ta nói tiếp, nếu như còn cái duyên. Nhưng mà hỏi thiệt nha, nói nhỏ nha nghe, đừng cho thầy Hùng với sư cô trụ trì nghe, là cái buổi làm việc của chúng tôi nó có ăn nên làm ra không? Các vị thấy có được không? Nếu mà các vị thấy được thì tôi còn cái cơ hội quay lại đây. Còn nếu mà các vị thấy không được thì tôi mất cơ hội rồi. Cho nên được hay không được cũng phải nhờ các vị nữa đấy. Ha? À, trước khi mà dứt lời á, thầy muốn Phật tử đọc lại cái bài hồi nãy thầy nói. Bài nãy thầy đọc đó nhớ không? Đâu ai thuộc đâu, tự đưa tay đứng lên đọc thầy nghe thử. Các vị hay ghê luôn, ngồi nghe rất khí thế, cười vỗ tay rầm rầm, hỏi lại cũng nhìn thầy cười. Vậy là học được cái mà hồi nãy thầy dạy là tập cười rồi đó. Cái này gọi là cười trừ nè. Dạ dạ mô Phật. Dạ. Dạ. Dạ bây giờ thầy đọc lại Phật tử nghe. Thật sự ra đó, thầy nói có những cái nó hay lắm. Chẳng hạn như các vị đôi khi lớn tuổi mà về ngồi nghe pháp, thầy nói dông nói dài nhiều điều quá các vị sẽ không nhớ hết. Nhưng đôi khi trong một bài pháp các vị nhớ một bài kệ hay một câu thơ thôi. Các vị nhớ một bài kệ, một câu thơ mà đôi khi các vị thuộc đó, về nhà các vị cứ nghiền ngẫm nó, các vị sẽ tìm được những cái điều rất hay ở trong đó. Nếu làm đường lạc bước, bơ vơ chốn bụi hồng, nhớ quay về con nhé, quê nhà Phật đợi trông. Nếu làm đường lạc bước, bơ vơ chốn bụi hồng, nhớ quay về con nhé, quê nhà Phật đợi trông. Thầy còn nhiều câu lắm nhưng thầy giấu lại.
Giấu lại để mai mốt có cơ hội mình đem ra mình nổ, mình đem ra mình hù dọa nhau chơi, chứ bây giờ mình nói hết là không được. Cho nên hôm nay thì thầy xin cảm ơn, xin cảm ơn quý Phật tử đã có mặt. Xin chúc quý Phật tử nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an lạc trong cuộc sống. Và chúc các vị có một ngày tu thật là an lạc. Xin cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.